và chúng ta mới có một buổi họp mặt như thế này. Bây giờ em xin phép em khui chai rượu này để mừng sức khỏe mọi người. Ê, khoan khoan, nếu nói về rượu thì hôm nay là Hương có đem thêm một chai rượu mới. Ủa, có rượu mới hả? Có chứ. Rồi vậy chị dẹp cho em chai rượu này đi. Rồi rồi. Chị Hương nhiệt tình quá à. Bữa giờ công ty mình ổn không anh? Rất là ổn. Còn dự án bên này? Dạ, ngày mai em đi gặp khách hàng chị Trinh á. Ô la la, rượu này được chưa quý vị? Ô, rượu này là không uống cái ly này được. Rượu này là phải uống ly khác. Em xin phép em dẹp ly này. Em sẽ lấy ly khác cho mọi người nha. Hôm nay gặp mặt này vui quá. Hương có điện thoại, xin phép nha. Dạ, chị tự nhiên à. Anh sao mấy cái dự án mà anh nhìn nghĩ tính sao rồi? Cũng ổn, nhưng mà nó vẫn còn kẹt với cái phần hồ sơ. Bên kia nó đang lo lắng. Alo, có chuyện gì mà anh gọi cho tôi hoài vậy? Thôi nha, tôi rất là bận, tôi không có thời gian để nói chuyện nhảm với anh đâu nha. Em cũng đang lo với bà Trinh bên này, khách hàng bà cũng hơi khó tính. Bây giờ để mai em đi thuyết phục bả làm sao á. Đây, ly tới đây. Ôi. Trời ơi, ly to như vậy. Ly này uống mới ngon đó chị ơi. Rồi, chúng ta khai tiệc nha. Trời ơi. Đây, em mời anh trước. Thôi, dạ, mời anh. Màu rượu rất là đẹp ha. Em mời chị. Dạ, rượu tiễn mà anh. Cho em mượn à. Đây, mời chủ của bình rượu. Khách sáo quá à. Chắc ngon quá. Ừ, rượu rất là thơm. Từ từ anh, đợi mọi người vô đã. 1, 2, 3, vô. Vô. Nhưng mà hôm nay á, anh đi gặp đối tác, uống nhiều vậy chắc nó uống nổi quá. Thôi đổi với anh đi. Ok anh, để cho em lo cho anh. Thôi, mời anh. Rồi, sức khỏe. Sau khi nhận được điện báo, cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, có 4 người gồm anh Lê Văn Trinh, chị Nguyễn Thu Lan, chị Lê Thanh Hương, ông Lê Quang Vịnh cùng tham gia bữa ăn trưa tại văn phòng công ty xây dựng Hương Hà. Bữa ăn vừa mới diễn ra được ít phút thì 3 trong 4 người bị nghi là ngộ độc. Một người đã tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 nạn nhân đang trong phòng cấp cứu. Thank you.
Tại hiện trường, tôi tìm thấy được mẫu chất lỏng trên bàn và dưới sàn nhà. Theo quan sát, đây không phải là chất lỏng bình thường. Theo nguồn tin từ bệnh viện thì 3 trong 4 người tham dự bữa tiệc đã bị ngộ độc. Một người là ông Lê Quang Vịnh là tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người còn lại vẫn ở trong phòng cấp cứu. Báo cáo anh, bệnh viện vừa gọi thông báo hai bệnh nhân đã tỉnh, nguyên nhân là nhiễm chất độc cyanua. Hai nạn nhân có mặt trong bữa ăn trưa định mệnh đã bình phục. Theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện, anh Lê Văn Trinh và chị Nguyễn Thu Lan bị ngộ độc chất cyanua. Dạ, thưa anh, em có chuyện muốn báo cáo. Do ông Trinh và bà Lan đã kịp thời nhả rượu ra nên mới thoát khỏi cái chết. Mẫu chất lỏng được tìm thấy ở hiện trường chính là rượu do hai người này đã nhả ra. Tại sao hai người đó không uống mà lại nhả ra? Hay là họ biết trong rượu có độc? Dạ, chào cán bộ. Mời anh chị ngồi đúng lại vị trí của anh chị trong cái bữa tiệc ngày hôm đó. À, bữa đó tôi ngồi ở chỗ này. Còn tôi ngồi ở đây. Chúng tôi nghi ngờ một trong hai anh chị ngồi ở đây đã bỏ cyanua vào rượu. Không phải tôi đâu cán bộ. Chị Lan, theo nguồn tin chúng tôi biết được, ông Vịnh từng là sếp của chị. Chính ông Vịnh là người ký quyết định cho chị nghỉ việc. Trưa ngày hôm đó, chị vào phòng ông Vịnh, chào ông Vịnh lần cuối. Chị nói gì chị có nhớ không chị Lan? Anh, em xin anh đừng có đuổi việc em mà. Ông tưởng đuổi việc tôi là xong sao? Tôi sẽ cho ông sống không bằng chết. Chị vốn là người không biết uống rượu. Tại sao bữa tiệc đó chị lại uống? Anh nói rất đúng. Chính ông Vịnh là người đã đưa tôi vào công ty gặp chị Hương khi công ty mới thành lập. Nhưng mà mâu thuẫn giữa tôi với ông Vịnh đó là được giải quyết rồi. Còn cái chuyện mà tôi uống rượu á, thì chính ông Trinh đây đã ép tôi uống rượu. Cô, anh á muốn chiếm đoạt toàn bộ tập đoàn của công ty, cho nên đã đầu độc chúng tôi cái gì? Con người anh thật là khốn nạn mà. Anh nói sao? Anh định rút vốn hả? Hiện tại bây giờ công ty đang làm ăn rất là thua lỗ. Anh đòi rút vốn thì tiền đâu mà em trả cho anh? Cái gì? Nếu không trả anh sẽ kiện em hả? Thôi thôi thôi, anh bình tĩnh. Có gì ngày mai anh em mình gặp nhau thì mình nói chuyện anh nha. Dạ 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 dạ. Lúc nhận cổ tức thì không sao. Bây giờ muốn qua cầu rút ván hả? Để coi ông còn đủ sức để kiện tôi hay không.
Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người hay chưa? Chính bà hạ độc ông Vịnh, chứ không phải là ông Vịnh ghét bà. Bà cãi lộn với ông Vịnh xong rồi bà ra tay hãm hại ông Vịnh đúng không? Thôi, anh đừng đóng kịch nữa. Cái màn kịch này chính anh gây ra còn ai nữa? Cái gì? Bà mới vừa vô công ty, bà làm gì bà biết mà bà dám nói vậy? Tại sao không biết? Tôi nhìn người rất là rõ. Nhìn người rất rõ? Chính chị là người giết ông Vịnh. Chị đừng có chối nữa. Có bằng chứng ở đâu? Anh mới là người giết ông Vịnh đó. Chị giết đó. Anh giết đó. Chị giết. Cái hôm bữa tiệc đó anh đi ra ngoài cầm ly rượu đi đâu? À, hai anh chị. À, vậy là anh Trinh chính là người đã chuẩn bị bộ ly uống rượu này từ trước. Không phải tôi đâu cán bộ. Đúng là tôi có ra ngoài tôi lấy bộ ly uống rượu này. Nhưng tôi gặp chị Hương. Chị Hương đã đưa cho tôi bộ ly này, chứ không phải là tôi chuẩn bị trước. Ly đây rồi. Ủa, trời, tôi đang kiếm. Đây, tôi đem lên cho. Vậy khi bữa tiệc bắt đầu, chị Hương có ngồi ở đây không? À, lúc đó chị Hương đi nghe điện thoại. Chỉ còn lại ba chúng tôi thôi, cho nên ba chúng tôi mới gót rượu uống trước. Vậy chai rượu này là ai mua? Dạ, chị Hương. Hương. Chị Hương. Dạ thưa cán bộ, tôi được thông báo tới đây. À, mời chị ngồi. Dạ, cảm ơn cán bộ. Chị Hương. Dạ. Có phải ông Vịnh chính là người gửi chị Lan qua công ty của chị không? Dạ đúng rồi. Tại anh ta muốn chuộc lại lỗi lầm thôi ạ. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, chị Lan ngồi ở đây. Theo lời khai của chị rất là trùng khớp với những chứng cứ mà chúng tôi thu thập tại hiện trường, là chị Lan chỉ nhấp môi rồi sau đó nhả ra. Bằng chứng được camera an ninh tại bàn ăn ghi lại, đúng là ông Trinh có ép rượu chị. Như vậy chị vô can. Vậy dạo này mối quan hệ của anh Trinh và anh Vịnh có vấn đề gì không hả chị? Theo tôi thấy thì anh Trinh với anh Vịnh hai người hay mâu thuẫn, do bất đồng quan điểm trong làm ăn thôi ạ. Điều đó có nghĩa là anh Trinh là người có đầy đủ động cơ để sát hại ông Vịnh. Không phải tôi cán bộ. Nhưng xin mọi người hãy nhớ một điều. Tại bữa tiệc đó, ông Vịnh muốn đổi ly với ông Trinh. Và anh Trinh đã chấp nhận đổi ly. Nếu như anh Trinh là người bỏ chất độc vào rượu, thì anh Trinh sẽ không bao giờ chịu đổi ly với ông Vịnh. Dạ đúng rồi cán bộ. Với lại từ trước giờ tôi có biết cyanua là gì đâu. Cyanua là một chất độc cực mạnh, chỉ cần một liều lượng nhỏ là có thể giết người được. Được các chủ tiệm vàng bạc đá quý sử dụng để xử lý kim loại. Nhà chị Hương kinh doanh vàng bạc, không lẽ lại là chị? Thôi đúng rồi. Có thể động cơ này là do chị Hương. Tại vì chính chị Hương đã không muốn ông Vịnh là vào cổ đông của công ty. Tôi nhớ không lầm là cách đây buổi họp gần đây nhất, hai người có cãi nhau với nhau. Trời ơi, nếu ngay từ đầu á cô nói việc này không làm được thì đâu có thất thoát của công ty hàng tỷ đồng như vậy. Đúng là người đẹp mà cái não hả? Ý ông là sao? Ông nói ốc tôi bả đầu hay là ốc như trái nho? Não gì á thì do cô biết ông... Tôi không có đôi co với một người như cô. Được, ông nên nhớ những lời ông nói ngày hôm nay. Sẽ có một ngày ông sẽ hối hận vì những câu nói này. Nhớ đó. Với lại là rượu và thức ăn do chị Hương chuẩn bị trước,
Cho nên động cơ có thể là do chị. Với lại là trong lúc tụi tôi chuẩn bị uống rượu thì chị lại kiếm cớ đi ra ngoài, không phải chị là ai nữa. Không phải, tại vì là lúc chuẩn bị uống tôi có điện thoại mà. Ai gọi cho chị? Dạ chồng tôi. À, cán bộ có thể kiểm tra xem. Theo kết quả xét nghiệm thì trong rượu có độc, mà rượu là do chị mang tới. Rượu? Đúng, đúng là rượu tôi có đem tới. Nhưng mà rượu trong phòng làm việc của tôi là từ chai lớn chiếc ra chai nhỏ. Và trước hôm đó thì tôi cũng có uống, mà không có bị sao cả. Nhưng lại tại sao giờ lại có độc chứ? Bình rượu lớn để trong phòng của chị, vậy ai có thể vô đó lấy rượu được? Ồ, tại vì trong phòng làm việc chỉ có tôi thôi ạ. À, cán bộ à, thực sự là không phải tôi. Thực sự là không phải tôi bỏ độc vô rượu đâu. Không phải tôi thiệt. Chính chị chứ còn ai nữa. À, tôi nghe. À, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Chị Hương à? Dạ. Tôi muốn báo cho chị một tin buồn. Tin buồn á? Chồng chị đã dùng cyanua để tự tử. Chào anh có thông tin gì cần cung cấp cho chúng tôi không? Tôi nhớ không lầm thì là trước ngày xảy ra vụ án thì là chồng chị Hương có ghé công ty. Ủa, anh Hùng, cũng đã muộn rồi, anh đến đây có chuyện gì hả? À, Hương nhờ tôi lên phòng để lấy đồ. Anh Hùng đến công ty có mang cái gì theo không? Anh ta có mang một cái túi sách. Và tôi thấy trong túi sách đó có một cái vật gì đó nó hơi nặng nặng. Được rồi, chúng tôi cảm ơn anh. Dạ, chào hai anh. Ông Hùng tự tử bằng chất độc cyanua. Theo thông tin gần đây em điều tra được, tình cảm vợ chồng ông Hùng rạn nứt. Chuyện làm ăn thì thua lỗ. Ông Hùng hay mang rượu vào công ty của vợ. Sự thật chỉ có một người biết. Dạ, mời cán bộ. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình chị. Dạ, cảm ơn anh. Chị Hương, cái chết của ông Vịnh có liên quan đến người chồng quá cố của chị. Chị là người biết sự thật. Tôi mong chị hãy thành khẩn. Thật ra thì buổi chiều trước ngày gây ra án mạng thì anh Hùng có tới công ty. Lúc mà tôi quay trở lại công ty để lấy giấy tờ thì có gặp ảnh. Ủa anh, sao trễ rồi anh còn vào công ty làm cái gì? Anh vào công ty để đem rượu cho em với lại mấy anh em ở trong đây thưởng thức. Nhưng mà em thấy trong phòng rượu mình còn nhiều lắm. Anh mới mua thêm mấy lít rượu ngon để mà ngâm rượu, cho nên anh mới chiếc rượu cũ ra. Chứ nhà mình á thì còn nhà mình đâu mà để đựng rượu nữa. À, dạ.
Không bắt máy. Alo. Em nhớ rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Gì nữa? Đi đâu mà giờ này mới về? Đâu kể. Mà còn gọi điện thoại cho ai mà anh em ngọt sớt vậy? Thì sao? Anh lại ghen tuông nữa à? Trinh phải không? Mệt rồi nha. Anh im miệng đi nha. Cô đừng tưởng những gì cô làm tôi không biết nha. Cô nên nhớ cô bỏ tôi không được đâu nha. Thì làm được gì nhau? Cùng lắm thì chúng ta chết chung với nhau thôi. Tôi kinh doanh vàng, chất độc đây. Thật ra anh Hồng là người thường xuyên ra vào công ty, nên không có ai để ý. Nào ngờ anh ấy có, thật sự là anh ấy có nói lời đe dọa, nhưng mà thật sự là tôi nghĩ đó chỉ là những cái lời mà nói mà lúc mà anh nóng giận thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh dám làm những điều như vậy hết. Trong cuộc sống vợ chồng, không thể tránh khỏi những xích mích hiểu lầm. Hãy biết ngồi xuống, lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ những khúc mắc để tránh những nghi ngờ không đáng có xảy ra như vợ chồng chị Hương. Cũng chỉ vì làm ăn thua lỗ khiến cho người chồng ghen tuông, mù quáng, mất lý trí, hành động theo bản năng là trả thù cho thỏa cơn tức. Thả tôi ra!